chào, xin chào mừng tất cả quý vị đã cùng đến với chương trình Câu chuyện thời trang ngày hôm nay được phát sóng trên kênh VTC4 Gia One Family. Họ đến từ nhiều ngành nghề hoàn toàn khác nhau và ngày hôm nay sẽ là một chàng trai gương mặt cũng rất điển trai, đó chính là nam ca sĩ, MC, diễn viên, người mẫu Sơn Ngọc Minh. Sơn Ngọc Minh xuất thân từ nhóm nhạc V Music đình đám với các ca khúc chiếm trọn tình cảm của công chúng yêu nhạc Việt như Xin tươi Việt Nam quê hương tôi. Một thời gian sau, Sơn Ngọc Minh bắt đầu sự nghiệp ca hát solo của mình và đảm nhận nhiều vai trò như diễn viên, MC. Hình ảnh và phong cách âm nhạc của anh được làm mới đánh dấu những bước chuyển mình của chàng ca sĩ trẻ này. Hôm nay, Sơn Ngọc Minh sẽ chia sẻ về chuyện tình cảm của mình cho những khán giả của Câu chuyện thời trang. Xin gửi lời chào đến tất cả các bạn khán giả của You One Family. Vậy thôi hả? Xin chào Minh Sù. Chào em, khỏe không? Dạ khỏe. Dạo này làm nghề gì? Hiện tại thì em vẫn đang đi đóng phim và dạ, làm MC. Xin lỗi tôi giới thiệu thiếu, đó chính là diễn viên Sơn Ngọc Minh. Đang đi đóng phim hả? Dạ. Phim gì? Phim trên HTV7. Phim là tên là sitcom hay là phim dài tập? Sitcom. Tên gì có thể bật mí cho mọi người? Sài Gòn Không Lỡ Hẹn. Sài Gòn Không Lỡ Hẹn, nội dung của nó như thế nào? Em đóng vai một chàng trai vào 17 tuổi và hơi trẻ trâu một xíu. Sai quá! Đạo diễn, tại sao với hai cái gương mặt này lại lựa chọn Sơn Ngọc Minh mà không chọn Bùi Quốc Minh? Sao nữa? Rồi hơi công tử, hơi láo một xíu. Đó là cách tính cách của nhân vật của em. Nhưng mà đóng phim mình thích hơn hay là mình làm ca sĩ mình thích hơn, hay là mình làm MC mình thích hơn? Em làm nghệ thuật thì em thích hơn. Nó bao hàm nhiều thứ quá. Nghệ thuật là tất cả, hiểu. Nhưng mà làm nào em cảm thấy thoải mái hơn và em nghĩ là em sẽ có một cái thu nhập tốt hơn, có một số lượng fan tốt hơn. Em thích được đứng trên sân khấu hơn. Là làm ca sĩ? Dạ. Thật sự ai cũng sẽ có một cái sở thích, giống như anh vẫn đang rất là thích mình quay trở lại với sân khấu với vai trò làm ca sĩ mà. MC sẽ là một cái giúp cho anh kết nối nhiều hơn với nghệ sĩ, chia sẻ nhiều hơn với tất cả quý vị khán giả những cái tâm tư tình cảm của mình. Bây giờ mình nhớ nhất điều gì từ hồi bắt đầu vào nhóm V-Music? Nhớ nhất là được đứng cùng sân khấu với tất cả mọi người, được hát, được giao lưu cũng như là được học hỏi từ những anh, người đàn anh đó những cái kinh nghiệm cũng như là những cách mình thể hiện trên sân khấu. Thôi giờ mình có một bài test, một bài tập để giúp cho Sơn Ngọc Minh nhớ lại ký ức xưa bằng cách là hát một câu gì đó, hát một đoạn rồi đó nghe chơi để tặng cho tất cả quý vị khán giả. Nhưng theo cách riêng của Minh Sơn được không? Cách gì ạ? Sơn Ngọc Minh là người con của đất Cần Thơ. Nhậu thì cũng dữ. Mình lên Sài Gòn sống lâu rồi. Nhưng mà bây giờ mình nhắc là hồi xưa nhậu cũng rất là dữ. Rồi hát cải lương thì cũng rất là hay. Đâu ai biết hát cải lương đâu. Thế bây giờ mình kết hợp nhạc trẻ mà hát theo dòng cải lương, chơi không? Khó ra. Khó thiệt. Mà hồi xưa là Minh là mê Đan Trường dữ lắm. Thôi bây giờ lựa chọn cái bài của anh Đan Trường để hát theo các cải lương. Ok, dòng. Em mê Đan Trường rất là nhiều bài. Nhưng mà có một cái bài gọi là làm mọi người nhớ nhất đó chính là bài Lỡ Hẹn. Anh Trang Trường có hát theo phong cách tân cổ giao duyên. Thì em không biết là em sẽ hát đúng cái lời hay là giai điệu hay không, nhưng mà em sẽ cố gắng để hoàn thành. Không sao, phiên bản Sơn Ngọc Minh, dạ một tràng pháo tay từ tôi. Dạ. Tiếng sao du quy đó tiếng em đi theo chồng về xứ lạ. Bỏ một mình anh ôm sầu cô lẻ đêm giọt sầu thương. Theo mỗi bước chân về là kẻ đắng, là kẻ đắng cay anh đành lỡ hẹn thề. Hai đứa yêu nhau mong sao có ngày đám cưới. Em quên rồi. My God, em đã quên rồi. Em mà hát nữa thì tôi cũng không biết là hát cái gì nữa. Eo ơi, không, nó cũng có một cái chút gì đó, một cái độ vang nhất định của cải lương. Tại lâu rồi em không có tập lại. Chỉ có cái xuống xề nó hơi đi xuống sông rồi. Rồi, cảm ơn Sơn Minh rất là nhiều. Đó là cái sự thoải mái của bạn trong nghệ thuật đúng không, trong ca hát. Nhưng mà trước đó thì Sơn Ngọc Minh cũng là một người rất là trẻ, cũng còn đang rất là hoang mang. Ủa vậy anh, giờ anh già anh? Nói trước đó bây giờ em là em già hả? Giờ em có tuổi. Em trưởng thành đúng không? Anh dùng cái từ trưởng thành giùm em đi. Đồng ý. Bây giờ Sơn Ngọc Minh đã trưởng thành, nhưng trước đó thì Sơn Ngọc Minh vẫn là một người rất là trẻ và hoang mang, không biết mình sẽ làm công việc gì, không biết mình sẽ nên lên thành phố Hồ Chí Minh hay không, không biết rằng là mình sẽ sống chung với gia đình tiếp tục hay không. Dạ. Thế thì bây giờ nhắc nhớ lại cái hành trình trước khó khăn,
thì cái điều gì làm em suy nghĩ và lo lắng nhiều nhất? Đó chính là con đường tương lai phía trước của em. Thực ra thì trong khoảng thời gian ở cái lứa tuổi trẻ của mình thì em không biết là bản thân mình phải đi về đâu, phải làm như thế nào và công việc của mình phải như thế nào để có được một tương lai ổn định. Và lúc đó thì em gặp rất là nhiều khó khăn từ phía gia đình, từ phía bạn bè, cuộc sống và cả công việc của mình nữa. Thì lúc đó là em phải loay hoay rất là nhiều, phải bôn ba, phải trải nghiệm rất là nhiều thứ. Và đến bây giờ vẫn vậy, vẫn còn tiếp tục, nhưng mà có lẽ là cái việc bôn ba nó hơi ít hơn một xíu. Nhưng mà thật sự là cũng rất là khó đúng không? Trải qua rất là nhiều năm rồi. Được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Từ lúc mà em mới vào thành phố Hồ Chí Minh. 7 năm rồi. 7 năm là một con số cũng khá là đẹp, con số 7. Nhưng mà đây là một hành trình cũng khá là dài cho một người trẻ. Mình dù biết Minh từ rất là lâu rồi lúc trước đó, và còn biết được cái cuộc sống cá nhân của Minh hồi xưa. Không phải là cái nghề nghệ thuật là một cái sự hào nhoáng mà Sơn Ngọc Minh nhận được trong thời điểm hiện tại và hoạt động trong vòng 7 năm vừa qua là cái điều đương nhiên sẵn có đâu. Sơn Ngọc Minh đã phải vất vả rất là nhiều, đã từng làm rất nhiều ngành nghề trước đó nữa mà các bạn không thể tưởng tượng được. Thật, khi đó anh biết em thì anh không nghĩ là em sẽ làm cái nghề đó đâu. Nói cho các bạn nghe chứ, nghề giữ xe, đi giữ xe mà giờ là một nghệ sĩ. Cho nên mình sự tin là tất cả chúng ta, cho dù ở đối tượng nào, ở công việc nào, hiện tại các bạn đang hoang mang và các bạn đang cảm thấy là mình chưa đủ, thì cũng sẽ là một cái người rất thành công và có một cái vị trí nhất định trong cuộc sống này ở tương lai nếu như các bạn cố gắng. Đó là Sơn Ngọc Minh. Để tán thưởng cho cái sự cố gắng này, tặng quà. Ok, ba hộp. Nhìn nó hơi nữ tính, nhưng bên trong nó sẽ có những cái điều nó hơi nữ hơn, giống nữ. Xin mời Minh lựa chọn màu nào đầu tiên. Em chọn màu xanh dương. Rồi, màu xanh hy vọng rằng trong này sẽ có điều gì đây. Một cái hộp 22.000 đấy. Hộp màu xanh. Gì? 3, 2, 1. Solo. Khó chơi mình lắm hả? Cười, solo. Đó chính là sự nghiệp nghệ thuật solo của Sơn Ngọc Minh. Right. Khi nhìn thấy điều này thì em cảm thấy tiếc không? Dạ không, em không tiếc. Thực ra em là một con người không tiếc gì về những gì mình đã làm hết. Bởi vì lúc nào em cũng cố gắng hết mình và làm hết mình về cái vấn đề đó. Nên là nhìn lại thì em chỉ nuối tiếc về khoảng thời gian tuổi trẻ đó. Mình không cố gắng hơn nữa cái việc đó thôi, chứ em chưa bao giờ tiếc gì hết. Từ năm 2014 thì trước khi bắt đầu sự nghiệp solo của em thì trước đó thì mọi người biết em với một hình ảnh là baby cute, rồi một chàng trai rất là trắng trẻo. Không sai lắm. Gì đó. Thế bây giờ em vẫn đen Minh à? Một chàng trai là thư sinh trong nhóm V-Music. Nhưng mà sau đó thì em khẳng định hình ảnh của mình lại để bắt đầu sự nghiệp solo của mình bằng cuộc thi Cuộc Đua Kỳ Thú. Thì lúc đó thì anh quản lý có nói với em là nếu em muốn trở lại nghệ thuật và trở lại sân khấu với con đường sự nghiệp solo thì bản thân mình phải có một sự lột xác cả về ngoại hình lẫn cả về cái chất nhạc cũng như là con đường em theo đuổi. Thì lúc đó em phải đánh đổi rất là nhiều. Em không phải là đi thi để chứng tỏ cho mọi người thấy là em yếu đuối hay sao đó. Nhưng mà em muốn cho mọi người thấy là em không phải như mọi người nghĩ. Mọi người được áp đặt cái suy nghĩ đó lên con người của em. Là em không nữ tính. Dạ. Yeah. Em rất mạnh mẽ. Nhưng mà sau khi thi cuộc thi đó thì em được cái gì, mất cái gì? Thi cuộc thi đó thì em được nhiều hơn là mất. Em được đi du lịch, được trải nghiệm, được đến những cái nơi địa danh lam thắng cảnh. Và em được có những kỷ niệm tại những nơi đó. Đó là điều em rất là mong muốn trong cuộc đời làm nghề của mình. Có một cái kỷ niệm nào đó nhớ nhất trong cuộc thi Cuộc Đua Kỳ Thú không ta? Có rất là nhiều ạ. Nhớ nhất thôi. Nhớ nhất là những cái ngày giăng nắng ở Phan Rang, Phan Thiết. Phan Rang là lúc đó lại đi cào muối tại vì giữa cái nắng mà gần 40 độ thì muối nữa, cái lòng muối làm biển, xong rồi nắng rát mặt hết trơn luôn. Mà vẫn phải làm. Anh thì lại nhớ cái cảnh mà em phải vác một đống sách chạy lên trên núi. Eo ơi, không thể nào làm được chuyện đó. Nói chung là các bạn nào mà đã tham gia vào Cuộc Đua Kỳ Thú rồi là trở thành thú hết. Xin lỗi là tính nói câu đó. Thật sự là như vậy. Tất cả mọi người phải rất là cực khổ và dường như là hành xác, gọi là từ là hành xác. Mọi người chơi cuộc thi đó thì mọi người đều nói chuyện với nhau là đây là cuộc thi cuộc đua thành thú chứ không phải là cuộc đua kỳ thú. Dạ. Nhưng mà đó về mặt sức lực thôi. Còn mặt tinh thần của Minh thì sao? Sau khi hoạt động solo thì bạn rất là khó khăn trong cái việc là định hình phong cách. Và đặc biệt hơn hết là phải chuẩn bị rất là nhiều thứ cho cái âm nhạc của mình. Thì lúc đó mình đã vượt qua đó như thế nào?
Lúc mà còn trong nhóm thì mình chỉ hát gọi là hát bè, hát phụ với anh thôi. Tại vì em không có chuyên môn về âm nhạc, cũng không có kiến thức nhiều về lĩnh vực ca hát. Nên là lúc mà khi mà bắt đầu sự nghiệp solo thì mình bắt đầu mình trau dồi, mình học hỏi. Mình đi học người này, học người kia, học cách ứng xử trên sân khấu, học cách giải quyết tình huống trên sân khấu, phải đứng một mình như thế nào, rồi phải đi học nhảy. Nói chung là để bắt đầu sự nghiệp solo của mình, đứng trên sân khấu một mình thì phải trải qua rất là nhiều thứ gian nan, nhưng mà mọi người chỉ nhìn thấy được một vài phút trên sân khấu thôi. Mọi người không thấy được cái quá trình cực khổ tập luyện của em, cũng như là quá trình giảm cân rất là em cực giảm khổ. Rồi đó hả Minh? Ôi em giảm rồi à? Oh wow. Wow. Thì lúc đó là em giảm về bề dọc thôi, giờ em giảm thì bề ngang. Em giảm bề dọc luôn hả Minh? Oh wow. Chắc là bỏ độn giày một tấc ra. Tại vì trước giờ mọi người thấy là Sơn Minh cũng là một ca sĩ cũng hát nhảy nhót trên sân khấu, nhưng mà thật ra em cũng muốn mình trưởng thành hơn thì phải có một cái bài nào đó gọi là chững chạc hơn. Đàng hoàng hơn, đứng đắn hơn một xíu. Ủa chứ trước giờ hát nhạc không đàng hoàng? Dạ, hát đàng hoàng nhưng mà nó theo thị hiếu quá. Thì vậy em cần một cái gì đó nó khẳng định cá mình tính hơn. Dạ. Nó chất hơn, nó đúng với cái phong cách mà Sơn Minh lựa chọn trong năm nay đúng không? Em muốn trở thành một chàng trai lịch lãm, mạnh mẽ hơn, đàn ông hơn. Nhưng mà em sẽ giảm cân tiếp, anh đừng có nhìn cái đùi em nữa được không? À. Em sẽ giảm cân nữa để có thể mặc vừa đồ vest như anh. Dạ. V-Music có phải là khoảng thời gian màu hồng của bạn không? Dạ, nó là một khoảng thời gian tuyệt đẹp và đúng là hồng trong cuộc đời của em. Đó là một cái gọi là một cái cơ hội để mà anh đánh đổi cả những cái sự lựa chọn của mình. Tại vì trước khi mà đến V-Music thì em vẫn là một sinh viên, vẫn đang mong muốn được đi học để làm một hướng dẫn viên du lịch. Thì lúc đó là cãi lời ba mẹ luôn, là sao rồi em lên thành phố, ba mẹ cũng la và giận. Thì đến một ngày mà em diễn trực tiếp đầu tiên thì em mới gọi về cho mẹ mở tivi coi. Thì lúc đó là mọi cái giận dỗi hay là cái gì đó mẹ bỏ qua hết luôn. Tại vì mẹ thấy được là cái sự cố gắng của con trai đến thời điểm đó. Và lúc đó là ba cũng vậy. Thực ra ba rất là giận em bởi vì em bỏ ngang việc học. Lúc đó là em phải gặp rất là nhiều những áp lực. Nhưng mà V-Music là một cái khởi đầu mới cho cuộc đời mới của em, một cái trang mới. Thích nhất bài hát nào của nhóm mình? Thích nhất hả? Bài nào cũng thích chứ, tại mình hát mà mình phải thích thôi. Thích nhất. Dạ, Xin Tươi Việt nhớ Nam. Nhớ nhất. Nhớ nhất là Quê Hương Tôi. Thích nhất là Xin Tươi Việt Nam, còn nhớ nhất là Quê Hương Tôi. Những cái bài hát nó mang một cái màu sắc về quê hương đất nước. Minh Xu nghĩ rằng là tuy là cái màu sắc như thế nhưng mà rất là trẻ, bởi vì được thể hiện bởi những người cũng khá là trẻ trung như các bạn. Và cái nhóm của các bạn nó đi một cái con đường rất là riêng. Thật sự là như thế, là trong thời điểm đó có 365, có X5, vân vân. Nhưng mà mỗi nhóm sẽ có một cái định hình riêng hoàn toàn khác nhau và có một cái đối tượng fan hâm mộ riêng. Cho tới bây giờ thì Minh Xu tin chắc rằng nhóm V-Music vẫn là một cái tên rất là kỷ niệm đáng nhớ và kỷ niệm đẹp đối với tất cả quý vị khán giả. Rồi thôi, kỷ niệm cũng đã qua, cái đó cũng là quá khứ. Bây giờ mình sẽ mở ra một cái chiếc hộp cuối cùng ngày hôm nay dành cho bạn. Xin mời. Love. Hiện tại đang yêu ai? Em yêu bản thân mình. Sao, tại sao nói sao mày lè lưỡi? Thì tại em yêu bản thân mình, em thấy gớm quá vậy. À, là con người em thấy ghê vậy đó hả? Dạ. Ai ơi. Nhưng trước đó thì nói tin nào đã giúp cho em thay đổi cuộc sống? Em hơi căng thẳng. Sao vậy Minh? Sao nhắc tới chuyện yêu đương mà em như thế là Minh? Dạ rồi. Rồi. Bình tĩnh. Câu chuyện tình yêu nào của em đã giúp em thay đổi suy nghĩ, thay đổi tư duy và thay đổi luôn cuộc sống? Em có nhiều mối tình lắm, anh muốn nhắc tới mối tình nào? Anh là người cũng biết khá nhiều mối tình của em, nhưng anh không muốn là người nói ra mối tình nào của em cả. Và anh muốn em sẽ là người chia sẻ cái mối tình của mình. Xin mời. Ủa sao mối tình của em anh biết vậy? Được, cái tôi nhiều chuyện thôi. Thật sự là như vậy. Minh Xu tin chắc rằng là tất cả các câu chuyện tình yêu nó cũng sẽ ảnh hưởng một phần, đôi khi là cả cuộc sống của mình và cả cái tư duy và thay đổi suy nghĩ. Cho nên là Minh Xu nghĩ rằng là nó cũng là một cái điều cần nhắc trong ngày hôm nay, bởi vì cái talk show này câu chuyện của Minh mà. Để yêu, để nói về yêu thật lòng thì
chỉ có một vài mối tình thôi. Còn nếu mà để nói về chuyện tình cảm lăng nhăng qua đường á thì mọi người, tất cả ai cũng có rất là nhiều. Và em cũng rất nhiều đúng dạ. không? Dạ. Và nhưng mà em không phủ nhận điều đó. Tại sao tôi hiểu ban tổ chức biên tập chuẩn bị một cái hoa như thế này. Một mối tình, hai mối tình của Minh. Ừ, đây một nuôi mối tình. Em không phủ nhận điều đó đâu. Thực ra thì ai cũng phải có. Và để mà tìm được cái mối tình mình gắn bó lâu dài thì chắc chắn mình phải trải qua những cái mối tình vặt vãnh. Và khi mình tìm được cái mối tình đó thì mình chắc chắn sẵn sàng hy sinh với tất cả mối tình đó. Đồng ý. Đối với bạn, tình yêu hạnh phúc nhất của bạn là người khác giới hay cùng giới? Người cùng giới. Người cùng giới. Vì sao lại như thế? Vì thực ra thì đến bây giờ em sẵn sàng, em chấp nhận là việc là em là người đồng tính. Và em ủng hộ cho LGBT. Và em không có phủ nhận điều đó, bởi vì em đã tìm được con người của mình sau những khoảng thời gian dài. Và em chấp nhận cái điều đó. Và mọi người nhìn vô, mọi người thấy là cho dù em có là người đồng tính, dị tính hay là như thế nào đi chăng nữa, miễn là em giỏi và em hoạt động được và em làm được cái gì đó giúp ích cho đời mình, thì điều đó là cái điều mà em tự hào về bản thân mình, chứ em không cần ai nghĩ gì em hết. Nhưng sẽ rất áp lực, bởi vì sẽ có rất là nhiều sự phán xét hoàn toàn khác nhau. Và đôi khi nếu như họ thích cái cuộc sống của mình, họ thích cái quan niệm cá nhân của mình thì lại họ ủng hộ. Nhưng mà ai biết được đúng không? Sẽ có rất là nhiều những cái đối tượng hoàn toàn khác nhau nữa với một suy nghĩ trái chiều. Họ sẽ không đồng tình với quan điểm này. Thế thì làm cho mình cảm thấy stress và đã từng tự kỷ nè, đã từng muốn cô lập bản thân mình nè, đúng không? Và đã từng muốn rời bỏ cái ngành nghề này luôn. Đó là do áp lực dư luận. Chính xác. Thế thì áp lực dư luận hiện tại đối với Sơn Ngọc Minh nó là một điều như thế nào? Tại vì bây giờ bạn đã vượt qua cái chuyện đó. Trước đây thì một khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời của em luôn. Tại vì khi mà bị áp lực dư luận đè lên con người mình á, tại vì những cái lời nói của họ sẽ làm cho bản thân mình đi vào tiêu cực. Và lúc đó thì em lúc nào cũng suy nghĩ về những lời nói của họ hết, em không thể nào thoát ra được. Nhưng đến một ngày em lại có những cái nguồn động viên và nguồn gọi là cái năng lượng tích cực truyền vào bản thân mình, thì mình thấy là những cái lời nói của họ chỉ tác động mình ở một cái khía cạnh nào đó thôi, chứ họ không ảnh hưởng trực tiếp lên cái cuộc đời của mình. Mà lúc đó thì mình càng nhìn nhận về vấn đề đó thì mình càng tự tạo cho bản thân mình những áp lực đè nặng lên thôi. Nên là em đã tập dần dần bỏ qua những cái lời nói đó, lựa chọn những lời nói nào cảm thấy là mình cần nên học hỏi thì mình giữ lại cho mình. Mình phải càng ngày tiến bộ hơn để chứng tỏ cho mọi người thấy là họ sai. Họ nói như vậy là họ sai. Họ nói cho đã miệng họ thôi, chứ thực ra là họ chẳng có tác động gì tới cuộc đời của mình hết. Chính xác. Đó chính là ý kiến quan điểm cá nhân của họ mà thôi. Thôi thì mắt không thấy, tai không nghe, tim không đau, đúng không? Đó là cái ý kiến cá nhân. Mình không có thể nào mà bắt ép họ là đừng nên nói tôi như vậy. Tôi không xứng đáng với những điều đó. Họ đâu có nghĩ như vậy đâu, tại vì họ không trải qua cuộc sống như mình. Thôi thì có một cái lời chia sẻ ngày hôm nay thay cho Sơn Ngọc Minh. Minh Sụn nghĩ rằng là chúng ta nên đứng vào vị trí của họ, chúng ta nên hiểu được cái cảm xúc của họ như thế nào, thì khi đó các bạn sẽ hiểu hơn về cuộc sống của họ, và đặc biệt hơn hết là sẽ có một sự đồng cảm. Khi mà đồng cảm rồi, tất cả mọi thứ được giải quyết hết. Và Minh Sụn nghĩ rằng là bây giờ Sơn Ngọc Minh đã trưởng thành rồi. Minh muốn sử dụng từ trưởng thành. Và cũng đã bình tĩnh với tất cả mọi việc xảy ra trong cuộc sống của mình. Và ngày hôm nay anh cảm thấy hơi bất ngờ vì sự chia sẻ của em trong cái câu chuyện này. Đó là một cái sự, mình không nói về tôi tự hào khi mà tôi là người như thế, nhưng mà cũng đã mạnh dạn chia sẻ ra cái cuộc sống đó. Và anh nghĩ là chắc bây giờ em cũng đã cảm thấy rất là thoải mái, đúng không? Tại vì đây là cuộc sống của em, và em có trách nhiệm với những lời nói của em, và trách nhiệm với những gì mà em đã làm. Nên là em không sợ gì hết á. Và bây giờ ngoài cái sự chia sẻ này, cái nỗi sợ lớn nhất hiện tại là gì đối với Minh? Nỗi sợ lớn nhất hiện tại của em là mất đi thêm một người thân nữa. Anh hiểu. Rồi, thôi sẵn tiện nói về điều này, mình chia sẻ luôn. Minh Sụn biết là rất là kinh khủng khi mà phải tạm biệt một ai đó. Cho dù nó là những người mà chúng ta yêu thương, như là câu chuyện tình cảm, câu chuyện tình yêu, mà cái này khó khăn hơn khi đó là như là những người thân của mình. Thế thì sự mất mát đó có làm ảnh hưởng gì tới cuộc sống của mình không? Thực ra thì trong khoảng thời gian đó là khoảng thời gian gọi là khủng hoảng cuộc đời em luôn. Và gọi là tại vì khoảng thời gian đó khi mà ba em mất,
thì mọi thứ nó đổ dồn lên con người em, là kể cả công việc, tình cảm, gia đình, bạn bè, tất cả mọi thứ gọi là bế tắc hết. Và em cũng đã từng nghĩ tới cái việc là mình đi tự tử. Nhưng mà em nghĩ là cái việc đó thì các em nói là mình tự tử làm gì, sao mình làm đau khổ thêm những người thân của mình. Thì lúc đó là mình lại quyết định là tiếp tục sống với những cái chuyện đó. Thì mình thư giãn còn một ngày, hai ngày, sau đó những cái chuyện đó tự nhiên cái nó giãn ra. Là thực ra là do mình suy nghĩ quá nhiều nên là những cái tiêu cực đó nó lại thu hút vô mình. Nên là hiện tại thì em đang sống rất là tích cực và em suy nghĩ rất là thoải mái. Bởi vì như vậy thì những cái nguồn năng lượng tích cực của mọi người mình sẽ thu gom lại được. Và mình sẽ càng ngày mình sẽ càng tươi vui hơn. Mình không cần phải sống bi lụy trong những cái quá khứ đau khổ đó nữa. Và ngày hôm nay gặp lại thấy vui, rồi thấy mọi thứ tươi mới hơn, rồi chia sẻ với anh những cái điều thành công hơn trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, thì anh cảm thấy cũng được truyền một cái nguồn năng lượng rất là tích cực. Và đặc biệt hơn hết là truyền một cái nguồn cảm hứng là em đã có những cái khó khăn hơn cả anh mà em còn vượt qua được, thì tại sao anh lại không, đúng không? Và anh tin là tất cả quý vị khán giả cũng như thế. Mỗi người sẽ có một cái khó khăn riêng ha, có một cái bế tắc riêng, có một sự mất mát riêng. Nhưng cái chính là các bạn biết đứng lên như thế nào và tiếp tục cái hành trình cuộc sống của mình ra sao, đó là điều quan trọng nhất. Còn Minh thì muốn chia sẻ gì đến với tất cả các bạn trẻ đang đồng trang lứa với mình không? Về cái mà các bạn ấy đang gặp khó khăn và các bạn ấy muốn tiếp tục cái hành trình cuộc sống của mình một cách thật hạnh phúc hơn. Em vẫn đang ấp ủ cho mình là một cuốn sách nói về những khoảng thời gian đó. Bởi vì em nghĩ là mọi người đều phải trải qua một cái khoảng thời gian đó, gọi là khoảng thời gian khủng hoảng tuổi trẻ của mình. Và cái khoảng thời gian đó là mọi người bị rất là nhiều những thứ bế tắc mà mình không biết giải quyết làm thế nào. Thì lúc đó mình phải làm thế nào trong trường hợp đó? Thì em đã trong khoảng thời gian đó và em đã biết là mình phải suy nghĩ như thế nào, phải định hướng như thế nào và phải cần phải làm gì trong khoảng thời gian đó để vượt qua được cái khoảng thời gian đó. Thì em nghĩ là em có thể giúp cho mọi người có được một cái số kinh nghiệm trong cuốn sách đó và giúp cho mọi người hiểu hơn về cái khoảng thời gian đó và bước sang một cái giai đoạn mới là giai đoạn trưởng thành. Bởi vì ta nói là trưởng thành là một hai cái từ chất chứa rất là nhiều những thương đau. Đó, nên là mình mới có thể đứng dậy được và sau những vấp ngã đó mình mới có thể tìm được chính mình và tìm được thành công. Vậy sắp đủ chưa? Vẫn chưa. Thực ra là em vẫn chưa cảm thấy chưa hài lòng với những gì mình đang có. Nên là em mong muốn tiếp tục nữa. Nhưng mà đến khi nào đến, em sẽ hẹn tất cả các bạn khán giả một khoảng thời gian ngắn thôi, chứ em không dám để dài. Tại vì nếu mà để dài quá thì mọi người sẽ quên tên em luôn. Thì lúc đó em sẽ mập ra nữa, em cong lắm. Thôi thì chúng ta sẽ khép lại cái hành trình chia sẻ ở đây, để có thể hứa hẹn đến với tất cả quý vị những cái dự định mới của sinh vật mình ở tương lai. Và hãy chờ đợi anh ấy ở ngoài kia kìa, chứ không còn là ở câu chuyện thời trang nữa. Và luôn luôn ủng hộ cho sân của mình quý vị nhé. Còn Minh thì sao? Trước khi chia tay thì muốn nói gì với tất cả quý vị khán giả? Sơn Minh rất là cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã và đang theo dõi Sơn Hồng Minh từ những bước đầu đến bây giờ. Và hy vọng rằng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ Sơn Hồng Minh trên con đường phía trước, cũng như là tất cả những anh chị em nghệ sĩ luôn luôn gắn bó, cũng như luôn luôn cố gắng nỗ lực để mang đến cho tất cả mọi người những sản phẩm, những sản phẩm mà gọi là tâm huyết nhất. Và hy vọng rằng mọi người đừng quên Sơn Ngọc Minh. Ngày hôm nay câu chuyện của Sơn Ngọc Minh cũng đã mở ra cho chính tất cả quý vị một cái khía cạnh khác. Và cũng sẽ có những đối tượng đang theo dõi chương trình ngày hôm nay đồng cảm rất là nhiều. Và Minh Sự hứa hẹn trong những lần sau thì chắc chắn sẽ có những vị khách mời ở những cái góc cạnh hoàn toàn khác nhau nữa, với nhiều ngành nghề hoàn toàn khác nhau nữa, để tâm sự cùng với tất cả các bạn. Và chúng tôi xin được hẹn các bạn vào chương trình kỳ tới nhé. Còn bây giờ Minh Sự và Sơn Ngọc Minh phải nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.